Quý vị đang nghe truyện ngắn Phấn Thông Vàng, tác giả Xuân Diệu. Truyện ngắn Phấn Thông Vàng nằm trong tập văn xuôi Phấn Thông Vàng, được tác giả sáng tác vào năm 1939. Nghe cùng Trinh hy vọng rằng các bạn sẽ cảm nhận được một tình yêu bao la, lớn hơn cả sự ái kỷ của bản thân, để sẵn sàng dấn thân trong con đường yêu sau tác phẩm tuyệt đẹp như một bài thơ này của tác giả. Họa sĩ đến đó trong giờ đẹp nhất của buổi chiều. Trưa đã đi, ngày chưa ngã, sắc nắng ở giữa màu vàng héo và màu đỏ tươi. Ấy là một buổi chiều hè, khi nắng chín muồi nhưng còn lâu chưa rụng. Ngày như đứng sững để cho sắc vàng đừng trôi chảy hay đổ xiêu. Một sắc vàng không rực rỡ nhưng nguy nga, tưởng đã yếu nhưng thực mạnh thầm, lâu dài ngâm nga ở trong không khí. Họa sĩ mê mẩn làm sao. Rừng thông to lớn, chân cây vững trồng, tiếp nhau không hết. Buổi chiều vàng, có lẽ ở đâu thì chỉ xinh đẹp. Ở đây rừng thông, chịu lại thêm lực lưỡng. Sự sống không phô bày rõ rệt quá, như trong buổi sáng hay buổi trưa, nên thịnh vượng mà có duyên. Dừng chân đã được một chốc, nhìn lên trời và ngắm chung quanh, họa sĩ nghe trong lòng thơ thới. Linh hồn chàng nở giãn, lập tức cái giá đặt xuống đất khung vải để vừa tầm và hộp màu mở ra. Chàng bắt đầu họa. Chiều với rừng lặng lẽ, nhưng sắc vàng phản phất âm thanh. Nắng là một sự hiển hiện rõ rệt và đều hòa, tưởng có thể gõ vào không khí ở trên đầu để nghe sự lặng im rung rinh, xao xuyến. Có lẽ ai nấy cũng đã gặp chàng họa sĩ tóc đen ấy chứ. Nếu không thì hãy tưởng tượng đi, và luôn tiện hãy hình dung cánh rừng thông. Cảnh có lẽ ở bên tàu và người có lẽ ở bên tây, nhưng chuyện này không cốt nơi chỗ ở, hay cốt chỉ có một chỗ ở, lòng người. Chàng trai trẻ đứng quệt những màu lên vải, đôi mày nhíu lại chăm chú vào tranh. Nhưng chàng không thể không cô đơn khi thấy rừng đẹp, hình thông bóng nắng sẵn sàng làm khung cho một cảnh tự tình. Và lần này chàng lại buông rầu thêm một lần nữa. Chàng không xóa được trong lòng chàng một hình ảnh, ba hình ảnh thì đúng hơn, nhất là hình sau cùng, nõn nà mà đau độc. Thanh niên của chàng quá xấu số với tình yêu. Ba cuộc tình duyên chỉ để lại cho chàng những cay đắng. Lần đầu, người chàng yêu chỉ coi chàng như một người bạn, thua nữa như một người anh. Lần thứ hai, người ta lãnh đạm hẳn với chàng. Giá ai đâu gặp cảnh ấy, họ sẽ thôi yêu là xong. Chàng vẫn dõi theo, không chịu thả. Chàng nghĩ rằng hễ yêu thì sẽ được yêu lại, đâu biết rằng sự cố nhiên của lòng mình không cố nhiên chút nào cả. Đối với đời, và mất bao nhiêu thì giờ, những mơ ước hão, những nhớ thương hoài, những sự gây dựng không đâu của tình yêu bất mãn, rồi có ngày cũng phải hết. Người ta đi lấy chồng. Đến lần thứ ba, sau khi đau khổ ê chề, lòng trẻ lại thử sống lại với mùa xuân. Bởi vì mỗi khi đi vẽ ngoài đồng, họa sĩ nghiệm rằng lá non mũm mĩm quá. Chàng lại thấy tình yêu mượn hình một người tuyệt sắc, một nữ thần có tóc ống dài và thân hình như tượng xưa. Người yêu mới cũng yêu chàng. Khi nàng ấy vừa mỉm cười đầu tiên, chàng nói đợi chàng đã tới đích. Và khi nàng mở lời dịu ngọt, chàng biết tình yêu của mình đã trọn vẹn về người này. Họa sĩ mê đắm quá, nàng mới tỏ ý cùng yêu mà chàng liền tưởng đó là lời hẹn đời kiếp với nhau. Thực chàng chỉ đợi một chút yêu trả lại để tung cả linh hồn bị nén bấy lâu. Huống chi vị nữ thần của chàng cũng yêu chàng lắm. Hai lần thất bại, chàng họa sĩ đa tình, một thi sĩ không làm thơ, đâm đầu vào tình yêu không thể đo đắng gì. Cũng như kẻ bị nhưỡng nhiều lần, bèn quyết xông vào cướp lấy bánh. Kẻ khác đời không khi nào giao thiệp với người thường và khỏi chết mất
nhất là trong chuyện tình, họ ở cao quá chăng? Có lẽ... Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch, câu ấy dường như đúng với người giai nhân. Sau bao phen ráng hợp nhau, chàng họa sĩ phải ngậm ngùi rời nàng, không muốn kéo dài sự sai lạc của bản đàn nữa. Hai người rất muốn chung hợp, song đã không ăn ý, thì thà rời nhau, để còn có thể nhớ lại mà thương nhau. Nếu cố gắng, e rồi đến ghét nhau mất. Và chàng đi, hết chốn nọ đến chốn kia, dạo nỗi bất mãn của mình qua nghìn sông núi. Chàng tự nói đi tìm danh sơn thắng cảnh, nhưng thực chỉ đem nỗi thất vọng cùng đi giữa thế giới của cảnh và của người. Chàng thấy mệt rồi, lòng mệt mỏi và trống không, như một tòa lầu bị cướp. Chàng đã trút bao nhiêu âu yếm còn lại, còn lại nhưng vẫn nhiều lắm, cho vị nữ thần của chàng. Và chàng phải thấy rằng có khi linh hồn không đi đôi với nhan sắc. Lòng chàng mệt mỏi, ba lần cho, ba lần mất, dốc cạn hết cả nhụy lòng. Những kỳ hương dị sắc của tình chàng đã trút vào đâu đâu, bay đi trong một luồng gió rủi, để chàng thất tình như một người triệu phú, bỗng dưng chỉ còn hai bàn tay không. Và chàng đi, và chàng đi, vì mỉa mai thay, chàng vẫn còn khá tiền để trả những chuyến tàu. Mà may sao, chàng đa tình kia lại là một họa sĩ. Những tranh chàng vẽ, dầu rằng đẹp, song không có tinh thần sự sống, sắc màu không hồi hộp niềm yêu. Khi người ta quá lên cao, người ta càng xuống thấp. Chàng đã tin lắm, nên bây giờ chàng thấy hết. Hết rồi, chỉ còn đôi bàn tay, chúng tô hình sắc một cánh thờ ơ. Có đổi khung cảnh, mà sâu tình vẫn không thay. Ba lần thất vọng, chàng đã có tài phục sinh, nhưng còn gì đâu. Sau lần mà chàng đã quyết là cuối cùng, và những người chàng gặp trên con đường phiêu lưu vạn dặm phong trần chỉ làm chàng ghê sợ. Hai, ba năm rồi, họa sĩ thất thơ như vậy. Và ngày ấy, đến một chỗ trong xứ lạ, chàng nghe nói có rừng thông ở kia bền vững đã lâu đời, mùa hè rực rỡ. Chàng bèn tìm đến vẽ tranh, nhưng vẫn thấy lòng chàng đã hết rồi. Hay là chàng tưởng thế? Bởi vì chiều nay lòng chàng lại tái phục sau 3 năm giả vờ chết. Bởi vì trí ta ảnh hưởng đến lòng ta, làm sai sự thực rất sâu kín. Chàng trai trẻ nghĩ rằng lòng chàng phải hết, nên lòng chàng tuy vẫn thầm còn mà không lộ được kho sống giấu chôn. Bởi vì chiều nay rừng thông vừa chín, và sự tình cờ xui chàng đến đó, và cũng sự tình cờ xui ngọn gió đến đây. Họa sĩ đương thờ thẫn kính sự lặng im của rừng, thì bỗng đâu veo veo những tiếng trùng trùng điệp điệp, gió đổ qua muôn ngọn thông. Tai họa sĩ nghe muôn tiếng một lần, gồm thành một tiếng rậm và tiếng nhiều, rào rào êm ái. Và ly kỳ thay, phấn vàng ở đâu nhẹ tuôn bay xuống. Quá là một trận mưa phấn vàng, vì tiếng thông reo đã giống sẵn tiếng mưa. Bấy giờ họa sĩ mới hiểu, nhớ lại những bài cách trí nói về màu hoa thông chính, gió tải nhị vàng đem đi, khiến dân núi gọi là mưa lưu huỳnh. Không gian đã thành một điệu vàng mênh mông, nắng vàng nhuộm vàng những cây, và phấn thông vàng lẫn vàng trong nắng. Nhị vàng của thông, ồ, tình yêu của thông đó chăng? Gió hơi se, rừng thông rúng rẫy, tiếng ngân hữu ý. Khi trời thành một sự đổi trao, muôn cây chắc đương khoái lạc vì đương sống việc ái tình. Đó là nhị thông thoát hoa đực, bay tìm hoa cái. Rừng thông sung sướng, ái tình tản mạn ôm ấp không gian. Ấy là rừng thông đang yêu. Tình yêu dồi dào gấp mấy của loài người. Phấn thông vàng không đi có chỗ có nơi, mà khởi hành một cuộc viễn du vô hạn. Gió chở đi qua trời rộng, nhị của thông đầu rừng lại đến gặp thông cuối rừng. Và tất cả nhị của thông rừng này đi đến một rừng thông nào khác. Họa sĩ bất giác nghĩ đến những quả bắp nếp khi nhỏ chàng ăn,
miệng vừa nhai, trí vừa không hiểu sao ở giữa hàng hạt trắng tinh lại có lỗ đổ những hạt đỏ khác màu. Có gì lạ? Nhị hoa bắp tẻ đã bay đến trong vườn bắp nếp. Tuy nhiên, vườn nhà bên cạnh không có một cây bắp tẻ. Có lẽ suốt cả làng cũng không có một vườn bắp tẻ nào. Nhưng ở xa, rất xa xôi, thế nào cũng có những bắp tẻ đã cho nhị phiêu lưu trải dặm ngàn để đến thành những hạt ngọc vàng nạm giữa những hàng ngọc trắng. Tình yêu của loài cây xa xôi, viển vọng như thế, không tính toán gần gũi như của loài người. Hoa thông để nhị vàng chảy ra tự trong lòng và chỉ biết chừng nấy. Có một việc là yêu, là gửi đi, là cho. Phấn thông sẽ đến, sẽ không đến, kể làm chi. Nhị vàng mênh mông tràn đầy, dư dật, cùng nhau viễn hành, rắc vàng khắp nơi. Phấn thông vàng đi đến sự vu vơ. Có lẽ ở đằng chân trời, một rừng thông chưa chín hoa đang đứng chờ nhị của rừng thông này đến. Cũng có lẽ bên kia trời chỉ có sự vô địch của một làn mây, gió đem đến giữa lòng ấm áp hoa cái, thì nhị sẽ thành những quả vĩnh viễn đời đời mà gió đem vào sự trống rỗng hay vào chốn bùn lầy. Cái ấy tùy lòng gió. Vả lại tình yêu có bao giờ mất? Phấn thông vàng không gặp hoa cái chăng? Thì phấn cũng đã làm lộng lẫy không gian trong một buổi chiều nọ. Sự phung phí đã thành mỹ thuật, trời đã thêm xinh đẹp, phấn thông vàng không hề uổng công. Và chàng họa sĩ đã ngẩng đầu hứng lấy bao nhiêu nhị vàng từ trên tỏa xuống trên mái tóc đen. Và chàng đã mở lòng nhận lấy bài học ngụ trong bài thơ của phấn thông vàng. Sao chàng không phung phí như thông? Sao chàng nghĩ chi đến sự thiên hạ nhận? Chàng yêu không đủ sao? Thấp thỏi gì hơn sự chọn lựa, tính toán, yêu để mà được. Những tâm hồn như chàng phải chi thấy có tình yêu và không nể đến người yêu. Chàng không xấu, không già, tuổi trẻ và sắc đẹp của chàng xứng đáng với tình yêu lắm. Và lòng chàng, một suối ngọt, một vườn thơm. Miễn lòng chàng yêu, miễn tình chàng đẹp, gặp lòng một tri kỷ, tình chàng sẽ ấm áp. Gặp sự vô tri của một người lãnh đạm, tình chàng sẽ lạnh lùng. Nhưng có bao giờ hết đẹp đâu. Sao chàng lấy cớ thất bại để giảm mất thú yêu, để làm sai lạc tình cảm? Đến hay không, đó là công việc của gió. Đời là một cuộc đánh đố, thì ái tình cũng là một sự rủi may. Mà rừng thông kia có bao giờ không trái? Hoa đã gặp hoa, tình đã gặp tình. Nhờ phấn thông rất nhiều, nhiều quá sự cần thiết, nên phấn ít thì sự mất mát sẽ thua thiệt. Nhưng phấn hằng hà sa số thì vẫn có một phần khá lớn đến nơi. Chàng thất bại 3 lần, lần thứ 4 sao lại chẳng là một lần thắng cuộc? Sao chàng không thử 10 lần, 100 lần nữa? 10 phen yêu, ít nữa cũng 2 phen gặp. 100 phen yêu đã cho ta 20 phen gặp rồi, và vẫn cứ còn đủ 100 tình yêu. Chỉ sợ ta nghèo, không đủ tình để phung phí. Ta không thèm nghĩ sự thiên hạ cho lại, nhưng ta cứ cho, tự khắc thiên hạ cũng đem đến cho ta. Mà nếu thiên hạ không cho thì đã sao chứ? Phấn thông vàng đã làm đẹp không gian. Tình của ta sẽ thêu mộng cho tấm vải xoàng xỉnh của cuộc đời. Bầu trời sẽ vang rộng những tiếng đàn hát, những phấn vàng của lòng yêu và cuộc đời. Nhờ bọn đa tình sẽ kém bề hững hờ nhạt tẻ. Trời ơi, chàng họa sĩ sung sướng quá khi nghĩ xong những điều đó, vội vàng chạy về quán trọ để rồi tìm lại cuộc đời, lăn vào sự sống mà yêu, yêu mà cho tất cả lòng tươi thắm của chàng. 3 năm ròng chàng tưởng đã cạn rồi, nhưng kỳ thực vẫn là một nguồn vô tận. Và khi những bước hồi hộp của chàng trai chạy đến cuối rừng, chàng suýt mê ngã trên cỏ xanh vì thấy trên trời bao la, phấn thông vàng đương bay
lan trong tám hướng của cõi đời.